Sáng nay tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững thuộc Bộ Công thương tổ chức hội nghị triển lãm các sản phẩm thân thiện môi trường Đà Nẵng năm 2021. Hội nghị diễn ra từ nay đến ngày 23 tháng 12 với quy mô 30 gian hàng và khu trưng bày chung của hơn 30 tổ chức doanh nghiệp đã tham gia trưng bày sản phẩm công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng và môi trường tại Đà Nẵng, hoặc có văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng. Sản phẩm phong phú trong các ngành thiết bị tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, sản phẩm sử dụng công nghệ sạch và nguyên liệu tái chế, sản phẩm sử dụng nguyên liệu sạch, nông sản sạch. Hôm nay được thành phố mở ra cái hội chợ triển lãm về những mặt hàng thân thiện với môi trường, trong đó là có cái sản phẩm yến sào thiên nhiên. Gia đình chúng tôi đã dẫn dụ yến về nhà nuôi và chế biến thành một cái thực phẩm chức năng cao cấp để phục vụ cho con người. Mục đích đến hội nghị là chúng tôi giới thiệu sản phẩm để cho mọi người biết và dùng cái sản phẩm yến sào giá cả hữu nghị. Hội nghị tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, phát triển sản xuất và tiêu dùng bền vững, giới thiệu và xúc tiến giao thương, diễn đàn doanh nghiệp với các chủ điểm được xây dựng bám sát vào nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp đang hướng tới như thiết bị tiết kiệm năng lượng, pin năng lượng mặt trời, sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế, phế phẩm, sản phẩm sử dụng nguyên liệu sạch, nông sản sạch. Đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện cái Intex 2021 nằm trong cái chiến lược mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt do vụ tiết kiệm năng lượng tiêu dùng bền vững giao cho trung tâm thực hiện. Chúng tôi đây cũng là lần chúng tôi muốn đúc rút các kinh nghiệm và tạo thêm nhiều các doanh nghiệp cũng thăm dò thêm và để có thể nghiên cứu và dự kiến cũng sẽ cố gắng duy trì cái hoạt động này trở thành hoạt động thường niên để giúp cho doanh nghiệp triển khai các hoạt động của mình, đồng thời nó cũng tuyên truyền được cái chính sách chung của chính phủ, của Bộ Công Thương về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong thời gian tới. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại kết nối doanh nghiệp mang tính thiết thực, kịp thời đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh sau COVID-19, đồng thời góp phần tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm sạch, uy tín, chất lượng, thân thiện môi trường, kích cầu tiêu dùng nội địa.